Công nghệ trong xây dựng lại tiếp tục được sử dụng trong cuộc chiến chống lại virus COVID-19. Mới đây, một bệnh viện tại thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc đã đưa vào hoạt động hàng chục ngôi nhà mini được xây dựng bằng công nghệ in 3D bê tông dùng để cách ly bệnh nhân. Mỗi ngôi nhà có diện tích 10m² đủ cho 2 người ở, được trang bị máy điều hòa, phòng tắm, hoa sen. Dự án này được xây dựng bởi tập đoàn kỹ thuật Yangchuang ở thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Theo đó, vật liệu cấu thành nên những ngôi nhà nhỏ nhắn này bao gồm vật liệu xây dựng, xỉ từ nhà máy thép và cát sa mạc. Bằng cách sử dụng công nghệ in 3D bê tông, mỗi ngôi nhà chỉ mất 2 giờ đồng hồ để xây dựng. Những ngôi nhà này có độ bền rất cao, thuận tiện cho việc vận chuyển. Bên cạnh đó, chúng còn có khả năng cách nhiệt tốt, đáp ứng tốt nhu cầu cách ly ngày càng nhiều tại Trung Quốc do các ca nhiễm bệnh COVID-19 tăng cao.